Em chào các bác, hôm nay là em giới thiệu các bác là cây địa lan là cây thanh trúc. Cái này thì là một trong những cái cây địa lan rừng đột biến hoa màu xanh vàng. Thường thì là những cái cây này thì cây nào cũng thế, kể cả địa lan hay là lan kiếm này em cũng nói là cái cây địa lan hay lan kiếm bao giờ cũng vậy, là nó nở lúc đầu là xanh nhưng mà sau nó sẽ vàng, sau ngà vàng và nó tàn nó vàng ươm. Đây là nó cũng là một trong những cái các cái cây mà cũng được rất là nhiều người yêu thích. Cái này thì mọi người nhìn tổng thể, đây thì em nói tổng thể là một chút anh chị nhá. Đây anh chị nhìn cái cây này nó hơi mất cần một chút. Nếu mà theo những cái video trước em vẫn hay nói thì cái bông thường là nó sẽ phải hết mặt lá là nó phải ra một bông, đây là đẹp này. Đấy. Nhưng cái cây này thì là nó bị mất một bông. Theo như em thì là nó mất một bông và nó hơi bị mất cần một chút. Mất cần một bông, nhưng mà mất một bông thì nhiều khi là nó cũng không quá quan trọng anh chị ạ. Miễn là sao bông hoa đài mở đẹp, bông cân đối, chia hoa ngay ngắn là được. Dáng lá này của nó, dáng lá rất là đẹp, mọi người nhìn nó xòe ngang hai bên cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đây thì tổng thể của cái cây địa lan thanh trúc thì nó như này. Đây là tổng thể của nó. Cái lá của nó thì cũng khá là đẹp, cũng khá là ưa nhìn. Hôm nay là trời nó nắng, chiều buổi thời tiết là nó nắng đó mà cái cây này thì nó hơi vàng hơn so với là em chụp ảnh. Còn bình thường khi chụp ảnh thì nó sẽ hoa nó sẽ xanh hơn. Anh chị cùng xem nhé. Thì em sẽ nói qua nó về một chút về cái lá tổng thể của nó. Lá đây dạng lá bình diệp, lá khá đẹp, bình diệp anh chị ạ. Lá của nó thì như cái cây này đây thì mọi người nhìn cái lá này. Đấy, lá của nó này thì là dạng lá của nó là một gọi là một nửa đấy. Đấy mọi người nhìn này, nó là một nửa rất là đẹp, một nửa cái lá người ta gọi là vầng trăng đấy, hay gọi là vầng trăng đấy, anh em hay gọi là như vậy bởi thực ra nó dạng như của vầng trăng trăng khuyết ấy. Đấy anh chị ạ. Thực ra thì em không quan trọng là cũng không rõ cách gọi lắm, bởi vì thường thì mọi người chỉ hay gọi theo cách nhìn nhận thường là như vậy. Cái này lá của nó khá đẹp, anh chị nhìn thấy gần như nó không bị dập mấy, nó không bị gập, lá nó cong khá đều và mịn, nó chỉ gập rất ít, tỷ lệ gập rất ít, nhưng cái lá trên này gần như là không gập mấy, nó chỉ hơi gập chứ nó không gập hẳn, nó không gập hẳn như thằng lục thanh hoa hay là cây kim hoàng hậu. Đấy, cái này cũng rất là đẹp. Đấy, tổng thể lá nó như này là rất là đẹp rồi, lá rất là mềm anh chị ạ, mềm. Đấy, anh chị nhìn lá này. Đấy, nhìn một nửa lá đây thì mình nhìn nó rất là đẹp, lá của nó to, khá to, lá của nó dài khoảng tầm độ 40 đến 50 cm, có thể là hơn 50 cm. Lá của nó to khoảng 3 cm đến 3,5 cm anh chị nhá. Với những cái lá này là khoảng 3 cm thôi, lá bên này là khoảng 3,5 cm, nó to hơn. Trông nó bầu, lá to tròn cũng rất là đẹp. Cái độ mở của nó cũng tương đối là mở rộng như hoàng vũ vậy. Anh chị có thể nhìn cái cây hoàng vũ thì cũng biết nó dạng như này, như cây hoàng vũ lá nó dài hơn và nó cong sâu xuống hơn. Lá nó cong sâu xuống hơn, cái cây này thì nó hơi cao hơn, nó không bị võng hẳn xuống như là huyền diệp thì nó lá ôm trọng anh chị ạ. Tiếp theo là về cái hoa của nó anh chị nhá. Cái hoa của nó đây, hoa của nó đây là ánh nắng đâu mà nhìn nó hơi vàng, nhưng mà anh chị nhìn đây thì thấy nó khá là xanh. Cái này thì nó cũng là một cái cây rất là đẹp đây, như này thì vào màu nó thật hơn. Còn khi mà em chạm hồi nãy thì là ánh sáng nó hơi nhiều. Cái này thì vai xuôi anh chị nhá, vai xuôi hai cái vai đây này. Đấy, mình hay gọi là vai á, thì gọi là vai xuôi. Vai xuôi anh chị ạ. Hai cánh dưới này là vai, hai cánh nó cũng là cánh đài, cũng là cánh vai, ba cánh đài ngoài và hai cánh đài trong, đài đỡ trung nhụy. Cái này được cái này nó chia hoa khá là đẹp. Anh chị nhìn đây, chia hoa khá là đều, một bên sau này, bên đây, lên trên, thăng hoa. Những cái cây mà cần hoa nó chéo lên trên như thế này thì người ta hay gọi là thăng hoa anh chị ạ. Đấy, còn những cái cây mà tay hoa, cái này là tay hoa này. Tay hoa mà nó sang ngang hoặc là rủ xuống thì nó rủ. Đấy, những cây này khá là thăng hoa và đẹp. Chúng ta nhìn ngang chúng ta có thể nhìn trọn vẹn một bông hoa nó. Khá là đẹp anh chị ạ, rất là đẹp. Nhưng cái này là vai xuôi thôi. Cái này thì nó nở lâu rồi anh chị này. Đấy, anh chị nhìn đây là màu thật của nó này. Màu thật rất là ưa nhìn. Màu của nó là màu xanh nhưng mà ở trong cảm giác nó vàng, vàng vàng kiểu vàng sậm ấy anh chị. Vàng cảm giác là màu vàng 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 hồng. Màu rất là sáng và đẹp. Cái này thì lưỡi của nó rất là vuông, nó không bị vặn vẹo và dài. Hai cái đài đỡ trung nhụy của nó thì cũng mở vừa phải, cân đối cũng rất là đẹp. Đấy,
đúng không ạ? Mở chỉ để chúng ta nhìn thấy rõ cái trụ nhụy bên trong thôi. Đấy, đấy là bông thứ nhất. Cái lưỡi nó rất là, môi hoa nó rất là vuông đẹp. Đây sang cái bông thứ hai. Bông thứ hai môi hoa nó cũng vậy, cũng rất là vuông đẹp. Đúng không ạ? Đài cũng hơi mở. Nhưng cái này chưa gọi được gọi là đài đài bướm. Đài bướm thì là cái nó cong ra, nó cánh cong. Trông nó cong đều đẹp hơn. Đài bướm đẹp hơn. Đây. Những cái bông thứ ba này thì lưỡi nó hơi bị vặn, nó không được vuông. Nhưng cái đài nó mở như như này, mở rất là cong. Cong rất là đẹp. Anh chị nhìn này. Đấy, đài mở cong rất là đẹp. Nó cong ra, đấy thì gọi là đài bướm. Những cái này thì nó được có một đài thôi. Một cái đài bên kia thì nó lại lại nó lại bình thường, mở bình thường. Nhưng thế cũng là rất là đẹp. Đấy là bông thứ ba. Bên này là bông thứ tư. Bông thứ tư này cũng đẹp anh chị ạ. Bông thứ tư này nó cũng là một bông rất là ngay ngắn. Đài mở. Thì chung bông nào nó cũng vậy cả. Cái cây này bông thứ tư, bông thứ năm. Những cái bông trên này thì nó sẽ không chia đều để mà chúng ta có thể nhìn một cái hình tròn được. Nhưng bông thứ năm, bông thứ sáu này thì nó cũng rất là đẹp. Đấy chị nhìn thấy không? Rất là đẹp, đài mở, cân đối. Đấy, chúng ta có thể ngắm được. Đấy, bông bông này thì nó nở ở trên, bông ở trên thì thường sẽ không đẹp. Nhưng thường khoảng 5 bông đầu tiên sẽ là đẹp nhất trong một cái cây địa lan. Anh chị ạ, đài nó mở. Quan trọng là như cái này, hai cánh đài nó mở này. Mở vừa phải như này thì là đẹp. Còn nếu mà nó mở toác ra như kiểu là cái cây cánh sao ấy, năm cánh nó mở toác như cánh sao thì nó lại xấu hơn. Cái này mở như này là đẹp cân đối. Cái cây bướm ngọc nó cũng mở kiểu dạng như này. Và cái cây bướm ngọc nó cũng là một trong cây rất là đắt. Nếu như anh chị chơi địa lan thì anh chị cũng biết nó là cũng là xanh vàng như này này. Nhưng cái là nó không ánh hồng như cây này. Cái này cảm giác của nó trên cánh hoa là hơi có ánh hồng. Cảm giác hơi có ánh hồng. Còn cái cây bướm ngọc thì cảm giác nó xanh vàng chứ nó không phải là xanh như này. Thì nó cũng là một trong những cây khá là đẹp. Thì anh chị xem thêm và chúng ta có thể sưu tầm những cái cây địa lan này để chúng ta ngắm chơi hoa thực thức. Cái này thì nó nở lâu rồi nên là màu của nó thì nó cũng bị kém hơn. Nhưng mà như em thấy thì tổng thể của cái cây này khá là đẹp. Anh chị nhìn từ bông đầu tiên đến bông cuối cùng nó rất là đẹp, chia hoa đều. Chia hoa ở dưới nó thưa, trên càng ngày nó càng dày lên. Và nó chia hoa đều, chia hoa như cây này. Như cây này thì mọi người nhìn đây là mọi người nhìn thấy hết luôn. Dù xoay góc nào đi chăng nữa mọi người cũng có những cái bông để ngắm. Nếu mà để mà nói là trong gọi là những cái bông hoa như này, hướng nào là cũng có bông ngắm. Chia nó khá là tròn. Nhưng cái này thực ra thì nó chưa được gọi là một cây chia đẹp. Bởi vì một cái cây chia đẹp ấy, ví dụ chia tam diện hay tứ diện ấy, là bốn bông đầu tiên là nó phải được ở bốn hướng. Đấy, như bốn bông đầu tiên của cái bông này ấy, thì nó lại không có. Đấy, thì nó lại phải là bông thứ năm cơ. Có nghĩa là cả năm bông thì nó mới được gọi là tứ diện. Còn thường bốn bông đầu tiên như cây này ấy, thì là em thấy là mọi người hay gọi nó gọi là tam diện. Ví dụ như cái cây này, bởi vì bốn cái bông đấy chỉ được ba diện thôi, ba diện là đẹp. Thì địa lan này thì nó cũng khá là phong phú, cũng nhiều cách chơi, nhiều cách gọi tên, nhiều cách đặt tên. Miễn làm sao chúng ta có thể nhìn được một bông hoa, chúng ta cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp của những cái bông đầu tiên đến những cái bông cuối cùng. Khi nó nở lên, nó chia hoa, nó đẹp ở những cái điểm gì. Đấy, thì anh chị xem thêm một số cái cây khác trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa là mọi người rõ hơn nhé. Còn video này thì em cũng xin phép dừng ở đây. Bởi vì một số những cái chi tiết gần như là trên cái video là em cũng có nói. Từ những chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn. Những cái góc nó nhìn đẹp, tại sao lại là đẹp, đẹp ở điểm gì. Thì mọi người xem thêm một số cây trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa là mọi người sẽ rõ hơn. Bởi vì nếu mà nhìn một cây như thế này không thì mọi người có thể là sẽ chưa thể nhận ra ngay là tại sao nó đẹp. Bởi vì nó có một số những cái cây ấy, đài nó không mở được như những cái cánh này đâu. Nó đài nó bị cúp ý anh chị. Hoặc là với một số cái người chơi á, thì em cũng bảo là nếu như các bác có chơi là các bác cứ chơi những cái cây mà người ta có video quay rõ ràng, người ta phân tích được những cái điểm đẹp, điểm xấu. Tại vì một số bác là chỉ có chụp ảnh, mà chụp ảnh những cái lúc mà bông nó hé nở, nó khum khum á, thì là cánh nó rất là tròn và to. Nhưng thực ra thì chúng ta phải nhìn nhận những cái bông mà nó nở ngay ngắn như này, thì là chúng ta sẽ nhận biết được một cái bông đấy nó đẹp, nó xấu ở điểm nào anh chị nhá. Em cũng rất muốn là mọi người cùng chung để gọi những cái tên để nó được đúng với cái cây giá trị của nó. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác vào video sau với những cây địa lan cũng như là một số cái cây hoa lan khác các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn các anh chị. Em chào các bác, em chào các anh chị.